Hello, xin chào tất cả các anh em đang theo dõi channel của Phố Nhạc. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho tất cả các anh em cái cách chỉnh dòng văn số cũng như là những cái thông số trên cái dòng văn số S500B. Thì bước đầu tiên là anh em phải tải phần mềm về. Anh em chỉ vào website phonhac.vn, chọn một phần mềm và chọn phần mềm DB Acoustic. Sau đó mình tải cái phần mềm là S500B về. Thì thường rất là nhiều anh em á, khi mà tải á, bị nhầm lẫn là vào như vậy rồi anh em kích ở đây là sai nha. Kích đây nó đâu có gì tải về. Mình hãy kích ở phía trên nè. Phía trên bên phải nó có một cái biểu tượng tải xuống. Mình chỉ cần click vào nó sẽ tải xuống. Vậy sẽ nó hiện ở đây không. Rồi như ở đây thì mình đã tải sẵn và mình mở sẵn phần mềm lên. Phần mềm giao diện khi mình mở lên nó sẽ như vậy. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu hết các tính năng trên cái phần mềm này. Đầu tiên, như anh em thấy thì đây sẽ là một main. Main ở đây có nghĩa là hai cái cổng led right, hai cái cổng để đi vào cái cục đẩy của mình đó, là hai cổng chính. Thì trên cái đường main này nó sẽ có những gì? Đầu tiên là phần EQ 3 cần. Đó. Ở đây mình khi mình chỉnh, anh em chú ý nha. Ví dụ như mình không biết cái phần này kéo đến số bao nhiêu hertz lại sẽ như thế nào, thì mình vừa kéo, mình vừa test 1 1 1 1. Đó, mình kéo 1 1 1 1 2. Đó. Mình vừa kéo, anh em cảm nhận được nó sự nó khác nhau khi mình kéo đến cái phút bao nhiêu hertz. Và khi mà mình thấy cái nào thừa, cái nào thiếu thì lúc đó mình kéo cho nó phù hợp. Rồi tiếp theo ở đây nó sẽ có một cái mục là để chỉnh cái phần nhạc đi vào cái kênh main out. Ví dụ mình muốn cho những cái kênh khác lớn mà kênh main out này nhạc nhỏ thì mình có thể giảm về. Tương tự này, micro này, tiếng này là tiếng mic khô nha. Đây là phần echo này, phần reverb này. Và phục dưới này sẽ là cái mục delay để tính độ trễ giữa loa và đến tai người nghe đó. Tiếp theo là phần này là nguyên cái cụm này, nó sẽ là phần compressor. Thì cái compressor này á, nếu như mà anh em không rành thì anh em không cần phải can thiệp. Rồi mục tiếp theo ở đây sẽ là để chỉnh. Anh em thấy khi mình kéo nó sẽ thay đổi không? Nó thay đổi cái, khi mà ví dụ mình kéo lên cái mức là 105 thì những cái khoảng dưới 105 là những cái khúc đầu này nó sẽ bị mất hết. Nó cắt bỏ hết những cái phần đó và mình sẽ lấy cái phần còn lại trở lên. Và có nghĩa là bây giờ nó cái mục này gọi là mục chặn dưới đó, còn cái LBF sẽ là cái mục chặn trên. Thì khi mình kéo mình chặn như vậy nó sẽ bỏ khúc đầu và khúc cuối, nó chỉ lấy cái khúc giữa trong cái đường màu tím này thôi. Cho nên là ví dụ khi mình kéo về thấp, đó, mình kéo về thấp quá nó sẽ mất hết cái những cái dãy cao. Thì với khi nào mình sẽ sử dụng tới cái tính năng này, thì khi mà mình sử dụng loa, ví dụ như những cái loa full nó không có đáp ứng được hết những cái tần số ở dãy thấp thì mình có thể cắt bỏ bớt. À, mình sẽ cắt bỏ những cái tần số thấp này. Ví dụ như cái loa mình nó chỉ thể hiện tầm 60Hz trở lên. Hoặc là ví dụ như trường hợp mà anh em đã có sub rất là khỏe rồi, mình sub nó sẽ gánh những cái dãy thấp này, thì lúc này mình có thể kéo lên nữa để cái loa của mình nó bớt phải gánh những cái dãy dưới này. Và tương tự như vậy thì cái loa của mình nó không có thể hiện được những cái dãy cao thì mình kéo về bớt. Tại vì khi mình kéo lên mình thấy cũng không hề có khác gì, có nghĩa là loa mình nó không đáp ứng được thì mình kéo bớt. Khi mà những cái trường hợp mà ví dụ như mình sử dụng những cái âm ly công suất nó quá yếu thì khi mình cắt bớt như vậy nó cũng sẽ đỡ hơn, nó sẽ giảm tải bớt cho cái âm ly của mình. Đó. Rồi cái mục, những cái mục còn lại thì cũng giống như center này, cũng giống như vậy, cũng bao nhiêu đó thôi, EC như vậy. Sub thì thường á, trên đường sub á, echo và reverb thì mình sẽ không để vào,
mình có thể là một số trường hợp như là cái loa nó chưa đủ độ dày, mình muốn cho nó đệm một chút tiếng mic nó vào sub thì anh em có thể tăng giảm ở đây. Còn đây là cái tiếng nhạc đi vào sub, và cái phần còn lại là cái quan trọng là mình cắt tần số trên tần số dưới. Nó sẽ phụ thuộc vào tùy vào cái hệ thống loa sub của mình như nào, nó đáp ứng được những cái dải tần nào để mình chỉnh cho phù hợp, và cả phần EQ nữa mình chỉnh cho nó phù hợp. Rồi phần này là để dùng cho hai cái loa phía sau lưng đó, thì mọi thông số cũng giống hoàn toàn luôn. Lúc tới cái tab music thì cái tab nhạc này nè, cái tab này để mình chỉnh cho cái tiếng nhạc đó, nó tùy vào dòng nhạc, là tùy vào cái loa nó đang thừa thiếu như nào để mình thay đổi. Thì cái phần EQ này nó cũng giống như là cái bên mic, bạn vừa mở một cái bài nhạc vừa tăng rồi giảm, tăng giảm kéo để mình thấy được là mình cần tăng cái gì và mình cần giảm cái gì. Tại vì bây giờ đôi khi là nhiều khi là các bạn không có biết được là ngay cái vị trí rồi một ký là gì, hai ký nó làm gì, bao nhiêu hẹp nó làm gì, thì mình chỉ có chơi bằng cách đoán mò là vừa kéo vừa nghe mình thấy nó thay đổi cái gì, thì cái mục đó chính là cái tiếng của tần số đó nó sẽ như vậy. Rồi nó cũng có phần cắt HBF này, nó cũng có một cách bỏ tần số cao tần số thấp. Thì nếu như mà trên đường main out mình cắt rồi thì ở đây cũng có thể là các bạn không cắt cũng được, cũng không sao. Còn ở đây là cắt những cái độ dốc, ví dụ như là nếu mình để ví dụ ở đây là 24 dB thì độ dốc nó rất là mạnh. Ví dụ đây mình hạ xuống 12 dB là các bạn thấy cái độ dốc nó lại lại đúng không, có nghĩa là nó sẽ cắt bó nhưng mà nó cắt bó từ từ. Còn ở đây nó sẽ cắt dốc luôn. Và đó. Rồi tiếp theo là microphone. Bây giờ cái phần micro thì nó cũng tương tự như phần nhạc, nó cũng có cái EQ, nhưng mà EQ của này á, nó sẽ là 7 cân, một cái phần compressor và một cái phần HBF. Thì thường mic này các bạn nên cắt HBF nha, bởi vì thì thường tiếng nhạc thì sẽ cần, nhưng tiếng mic mình nếu mình để mà thấp quá, những cái tần số thấp nó vào á, một số hệ thống sẽ bị ồn, tiếng bass nó nhiều, nó dư thừa, thì mình sẽ cắt lên, thì cắt lên để mình nghe mình cảm thấy cái tiếng nó vừa đủ, nó không quá là ồn, nhưng mà nó cũng sẽ làm cho nó sạch hơn, tiếng mình sẽ nghe nó rõ ràng và nó trong trẻo hơn. Rồi riêng cái phần mic nó sẽ có hai mục, đó là mic A và mic B. Ví dụ trường hợp mà nhà mình hai vợ chồng mà cái tông hai cái tiếng nó hoàn toàn khác nhau, một người thì tiếng chói và một người thì tiếng thì lại rất là ồn, rất là dày, thì lúc này mình sẽ dùng cái mic A mic B này để mình can thiệp. Nhưng mà mình chỉnh mic A mic B thì trên cái micro không dây á, mình phải sử dụng hai cái dây ba lăng thì mới được. Còn nếu mình dùng một sợi dây 6 ly thì nó sẽ chỉnh chung, nó chỉnh chung cho một đường nó ra 2 mic. Mình muốn chỉnh riêng biệt thì bắt buộc mình phải dùng hai dây ba lăng để mình gắm vào cái micro không dây của mình, thì lúc này mình mới chỉnh riêng từng kênh được. Rồi tiếp theo là phần echo. Thì trong một echo này mình sẽ giảm cái reverb vậy ha. Rồi mình sẽ kéo phần echo lên. Thì phần echo của dòng vang S500B này rất là ok luôn, đánh giá rất là hay. Trong cái phân khúc, trong cái tầm giá này thì cái dòng vang S500B nó tạo một hiệu ứng rất tốt luôn. Rồi bây giờ mình sẽ kéo cái phần effect này lên. Rồi trong những cái mục này á, mình muốn biết cái nào để làm gì thì cũng giống như lúc nãy, mình cứ kéo lên. Alo. Thì đây là cái mức volume của phần echo, nhiều hay ít là ở đây. Tương tự vậy, những cái mục ở đây này nó quan trọng nữa là cái phần delay này, cái tốc độ lặp này. Lên. Một. Cái tốc độ lặp. Cái này rất quan trọng nha. Nó sẽ tùy vào cái thể loại nhạc mình hát. Hát nhạc nhanh hay chậm hay như nào để mình chọn cho nó phù hợp. Đó. Tương tự bây giờ V
Recovery delay là gì? Nếu trường hợp mình không biết, mình cứ kéo lên. Một. Các bạn thấy là khi mình kéo lên á, thì khi mình kéo càng cao á, thì cái phần echo nó sẽ vào càng chậm. Khi mình một là cái tiếng khô của mình, còn cái đuôi nó sẽ vào nhưng nó sẽ có cái khoảng thời gian. Thì cái khoảng thời gian nó càng nhiều thì cái vào nó càng chậm. Ví dụ như vậy thì 144 mili-giây cái echo nó mới bắt đầu vào. Thì cái mục này mình cũng để vừa phải thôi. Rồi, cái này là về phần echo. Rồi cái phần reverb cũng vậy, mình sẽ kéo lên. 1, 2, 2, 2. Rồi cái, trong cái mục reverb này thì cái reverb time này nó rất là quan trọng. Mình sẽ chọn cái độ dài của reverb time sao cho nó phù hợp. Và cái phần EQ của nó nữa, các bạn muốn tiếng cũng như thế nào, xì sáng hay là như nào đó, thì mình kết hợp với lại cái EQ để mình chỉnh cho nó phù hợp. Thì ở đây ví dụ nha, bây giờ mình kéo dài hơn này, ngắn lại nè, thấy không? Thì thường á, mình cứ chỉnh và mình hát, mình thấy đừng để nó quá dài nhưng cũng đừng để quá ngắn. Tại khi mình để ngắn á, thì mình sẽ thấy cái tiếng nó hơi bị thô. Nhưng nếu mình để dài quá thì cái tiếng mic của mình sẽ không còn rõ nữa, bởi vì nó dề nhiều quá, rồi cái nó sẽ che, nó làm mờ cái tiếng mic chính của mình đi. Cho nên cái gì cũng vậy, mình chỉnh một cái mức vừa phải thôi. Bây giờ mình sẽ tăng echo lên tí. Lê. Các bạn thấy cái phần effect của nó rất là tốt không? Rồi cái mục cuối cùng ở đây sẽ là mục system. Thì trong cái mục system này, cái mục đầu tiên các bạn thấy là cái phần music star này, mic này, effect này, là đây là cái mức âm lượng khởi động. Khi mà mình bật con vang lên, mình muốn cái âm lượng khởi động này nó bắt đầu từ con số bao nhiêu. Ví dụ ở đây để là 22 thì chắc chắn khi tắt cái con vang bật lên thì mức nhạc nó sẽ là 22, mic là 35 và phần effect là cũng là 35. Thì cũng tùy vào cái nhu cầu của mình. Ví dụ có những khách đó, họ muốn khi tắt mở lên là nhạc phải về không, để khỏi quýnh đùng đùng vào loa. Nhưng mà cũng có những khách họ muốn là khi bật lên nó phải vừa đúng cái âm lượng mà thường ngày mình hát, để khỏi phải vặn gì hết, bật là hát. Thì đấy là tùy cái sở thích của mình thôi. Rồi tiếp theo là cái phần giới hạn. Thì mình nhiều trường hợp mình sợ là những người họ không biết, họ dặn lên, dặn lớn rồi nó dễ cháy loa. Thì cái này mình sẽ giới hạn lại bớt. Ví dụ ở đây khi mình để cái mức là 58 thì có tăng gì mấy đi nữa cũng chỉ cho phép lên 58 thôi, nó không cho tăng hơn nữa. Thì cái đó là cái mức giới hạn, mức tối đa đó. Rồi khi mình muốn lưu chương trình, sau khi mình chỉnh xong hết rồi mình muốn lưu, thì trong cái dòng vang S500B này nó hơi khác với những dòng vang khác một chút, là khi mình lưu mình phải nhập mật khẩu ở đây, và mật khẩu mặc định là từ 1 tới 6 đó. Mình nhập mật khẩu vào, mình bấm OK. Rồi sau đó mình phải chọn chế độ là admin. Mình phải chọn ở đây thì mới cho phép lưu nha. Chọn user là sẽ không lưu được. Rồi lúc này mình sẽ chọn, ở đây nó sẽ có 8 cấu hình tất cả, và mình sẽ chọn một cái cấu hình nào đó mình quyết định sẽ ghi đề lên. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn cấu hình 1, nó đang tên là chữ A. Bây giờ mình muốn ghi đề lên những cái thông số nãy giờ mình đã chỉnh, và mình muốn đổi nó thành tên là B. Rồi bây giờ mình nhấn nút Save, nó sẽ lưu lại, nó báo là lưu thành công nè. Nó lưu lại như vậy, nó sẽ chuyển thành chữ B luôn ha. Như vậy là mình lưu thành công cái cấu hình này vào công quang. Vậy thì bây giờ mình có cái cấu hình rồi, mình muốn lưu vào máy tính để mình cắt câu này, lỡ có ai đó chỉnh làm bậy mình lấy ra bằng cách nào. Thì ở đây nó sẽ có một cái mục là Save Mode Local. Thì mình muốn lưu tên gì mình sẽ đặt tên. Ví dụ như mà mình sẽ đặt tên là số 2 cái cấu hình này, mình đặt tên là số 2. Lúc này mình sẽ bấm nút Save, ngay lập tức nó sẽ báo lưu thành công với một cấu hình số 2 ở đây.
Rồi vậy thì sau khi trong máy tính mình bây giờ nó đang có hai cấu hình, là cấu hình 1 và cấu hình 2, mình muốn lấy cấu hình này chèn lại vào van thì mình làm sao? Thì rất là đơn giản nè, mình sẽ chọn, bây giờ mình muốn chèn cấu hình 1 đi, mình muốn đẩy cấu hình 1 vào con van, thì mình chọn số 1, sau đó mình bấm nút update, ngay lập tức nó sẽ đẩy cấu hình vào con van cho mình. Rồi còn trường hợp ví dụ như là cái cấu hình mình lưu rất là nhiều cấu hình và có những cấu hình mình không thích, mình muốn xóa nó đi, thì các bạn bấm nút delete, nó sẽ xóa cấu hình trên cái local, cái cấu hình này nó sẽ xóa trên máy tính nha, không phải là xóa trên van mà nó xóa cấu hình trên máy tính. Đó, rất là đơn giản. Rồi còn những cái mục mà về password thì mình nghĩ là các bạn không nên đổi, bởi vì khi đổi á, rồi nhiều khi không nhớ thì sau này nó rất là phiền phức. Còn phần ngôn ngữ thì có lẽ là chắc chắn mình dùng cái ngôn ngữ tiếng Anh thì vẫn là dễ nhất ha. Những dòng này nó vẫn chưa có ngôn ngữ tiếng Việt, mình chọn tiếng Anh. Đó, về tính năng cơ bản thì nó cũng rất là đơn giản, mà nó không có bấy nhiêu tính năng đó thôi. À, và nó còn có một thêm cái mục mình giới thiệu anh em ở đây là cái cổng nhạc vào này. Mình nó sẽ có một cái mục là auto, có nghĩa là gắm cái nào nó sẽ tự động nhận cái đó, hoặc là mình chọn cụ thể cái đường vào nào luôn. Ví dụ ở đây mình chọn Bluetooth thì nó sẽ phát ra một cái Bluetooth tên là Mixer S500B, và khi mình kết nối vào thì không cần phải mật khẩu gì, kết nối sẽ tự động nhận ngay lập tức. Sau đó mình sẽ mở nhạc để mình test thôi. Thì trong clip này mình sẽ hướng dẫn anh em cơ bản về cách các thông số của dòng van này, còn mình sẽ làm thêm một cái clip 2, phần 2 là để hát test, như là để các bạn nghe được cái chất âm của nó khi hát karaoke nó sẽ như thế nào. Rất là cảm ơn anh em đã theo dõi, hy vọng anh em hãy nhấn nút đăng ký kênh cũng như nhấn nút chuông để xem nhiều clip mới của Phố Nhạc. Xin chào và hẹn gặp lại.